Chào tất cả mọi người, tớ đã quay lại một video mới và đây cũng là video đầu tiên của tớ trong năm 2016. Happy New Year tất cả mọi người, chúc mọi người luôn có một năm tràn đầy hạnh phúc này, rồi luôn có sức khỏe và thành công trong mọi việc nhá. Và bởi vì các cậu thấy để chào mừng năm 2016 thì mặt tớ đã nổi lên hai cục mụn ở đây, cho nên là hãy bỏ quên nó đi nhá, đừng để ý đến nó. Và chủ đề clip lần này sẽ là về những sản phẩm tớ yêu thích nhất trong năm 2015 vừa qua. Và đây quả là một clip cực kỳ khó để làm, tại vì tôi có đống sản phẩm để chọn ra ấy, và cuối cùng tôi cũng đã làm được công việc đó. Tôi có khá nhiều thứ để nói ở đây nên là mình cũng bắt đầu luôn nhá. Và nó không, clip này không chỉ nói về những sản phẩm makeup đâu mà còn những thứ khác mà tôi yêu thích trong 2015 vừa qua nữa. Bắt đầu nha. Đầu tiên đương nhiên là phải nói về son rồi, bởi vì son là sản phẩm makeup mà tôi yêu thích nhất. Và trong năm vừa qua thì tôi đã khám phá ra được rất nhiều các hãng son mà kiểu tôi cảm thấy là cực kỳ thích luôn ấy. Và đầu tiên đương nhiên phải nói về MAC, son mà tôi yêu thích nhất và cũng là hãng mỹ phẩm mà gần như là tôi kiểu điên loạn ấy. Thì tôi có 3 em son MAC ở đây. Thực ra thì cái năm vừa qua thì cái em son MAC mà tôi yêu thích nhất đấy chính là MAC Russian Red, cũng như là MAC Toledo, trong bộ Toledo Collection, đây là màu Opera. Hai em này đều là màu đỏ thuần. Tôi có thể thấy cậu ấy thấy là đầu son nó đã siêu tròn rồi, tại vì đánh rất nhiều hai em này. Và cái chất son matte của MAC thì là chất son mà tôi có lẽ là yêu thích nhất, kiểu điên loạn. Thế còn hai em này thì tôi vừa mới mua, một em đã đánh trên môi là em Diva, của em này là màu World, màu Diva thì thực ra tớ đã có rồi, tớ vừa mua gần đây thôi thì cũng không thể nói là tớ thích nhất cho năm 2015 vừa qua được, nhưng tớ vẫn muốn nói với hai em này. Tại vì em Diva này ngày xưa tớ đã dùng mà tớ bị mất và tớ rất là tiếc, cho nên giờ đã mua lại được. Yes, và cả hai em này mua sự đặc biệt, đấy là tớ mua, đây là hai em cuối cùng ở trong cái store tớ mua ở Lotte ở chỗ Kim Mã. Trời ơi, kiểu hạnh phúc dã man, thì mới lên hỏi đều hết hàng hết. Và thì nói chung là tớ cũng đang rất thích hai em này. Thế còn về những hãng khác ngoài MAC, tớ nói về MAC quá nhiều rồi, thì tôi có khám phá ra được Charlotte Tilbury. Trời ơi, tôi đã làm hẳn riêng một clip so sánh này với Tom Ford và có thể nói là tôi yêu thích em này điên rồi. Điên lắm các bạn. Cái này màu Walk of Shame, một màu mà rất là đặc biệt, không thể tìm được đúp luôn ý. Nói chung bạn nào mà chưa có thì rất nên tích tiền để mua một em như thế này, bởi vì nó là một em son rất đáng để đầu tư. Thế còn về phần drugstore hơn một chút thì tớ có khám phá ra Cetaphil Be Matte. Tớ đã nói một tỷ lần trên channel của tớ, đây là màu Lana, là màu tớ thích nhất trong cả năm em mà tớ đã mua. Chất son rất là vượt trội và nó là có rất nhiều màu đúc của MAC. Maybelline Cream Matte Lipstick cũng cực kỳ tuyệt vời. Tớ vừa mới tậu thêm em Touch of Spice này, đây là một màu nhỉ. Touch of Spice, đây là màu nude khá là đẹp, khá là lạ. Thế còn và một em nữa, còn LA Girl nữa. LA Girl tớ mua này sau City Color Be Matte và tớ thích em này hơn cả City Color Be Matte. Nó cũng giá 150.000 và chất son nó mượt hơn City Color một chút, không phải bị khô môi. Chi Chi Lipstick tớ nói này rất nhiều rồi, và em này là chúng là dạng son matte, vỏ nó rất là đẹp đúng không, đây là hãng son từ Úc hay sao ấy, và nó rất là tuyệt vời. Cái em son này tớ dùng cũng rất là nhiều gần hết rồi. Và năm vừa qua thì là năm bùng nổ của son kem lì, như cậu đã biết thì tớ là một fan trung thành của son lì, cho nên khi mà son kem lì đi lại tớ kiểu yes, bắt buộc phải có. Thì hai em son kem lì mà tớ yêu thích nhất trong năm qua đấy là Sephora và Anastasia Beverly Hills. Tớ thích hai em này điên đảo, kiểu mỗi lần mà cần dùng son kem lì thì tớ luôn luôn vừa đến hai em này. Lime Crime cũng khá là ổn, tớ cũng khá là thích Lime Crime nhưng mà cũng không thể bằng hai em này được. Và cuối cùng là em Kat Von D này. Thì tớ thích em này chủ yếu là vì cái màu thôi. Đây là màu Lolita số 2, màu rất đặc biệt, tớ cực kỳ thích em này luôn. Màu nude mà tớ gần như yêu thích nhất sản phẩm của sản phẩm đấy. Đấy thì son kem lì tớ recommend 4 em này. Còn son dưỡng thì tớ luôn luôn trung thành với cả Dior Lip Glow thôi. Đây là son dưỡng thần thánh, đình đám nhất nhất, có khả năng làm cho màu môi mình nó hồng lên luôn đấy. Vậy là mình đi qua cả phần son rồi. Và tiếp đến tớ muốn nói đến chỉ kẻ lông mày, bởi vì có thể nói là chỉ kẻ lông mày là cái sản phẩm thiết yếu thứ hai trong bộ sưu tập tớ. Tức là tớ cần, nếu mà một ngày tớ không muốn make up thì tớ sẽ luôn phải có chỉ kẻ lông mày cũng như là son. Kể cả không đánh phấn nền thì tớ vẫn rất cần hai em này. Thì trong năm vừa qua tớ đã cực kỳ yêu thích chỉ kẻ lông mày của NYX. Có hai loại ở đây, loại này thì các bạn thấy là đầu nó khá là dị. Em này thì cái đầu chì của nó to hơn em
này rất là nhiều. Em này là NYX Micro Brow Pencil, em này là dupe của Anastasia Beverly Hills đấy. Thì tôi thích cả hai em. Đánh lên rất là creamy, kiểu rất là dễ đánh ấy, không hề bị kiểu kỳ nó thì mới ra được đâu. Nó đánh lên rất là dễ. Oops, chụp rồi. Và năm hôm nay đến là tặng em Anastasia Beverly Hills Brow Wiz thần thánh. Ôi giời ơi, tớ bị điên luôn ấy, tớ đang đánh với siêu lông mày đây. Tớ bây giờ comment gì cho tớ rồi. Kiểu điên loạn này, chung là thích lắm ấy. Năm nay tớ mới bắt đầu tặng nên là bắt đầu dùng ngày hôm nay là đầu tiên mà tớ đã yêu luôn. Hoàn toàn yêu, hoàn toàn bị đổ gục. Cho nên là như bạn nào không có tiền và khó để tìm em này ấy, thì rất nên thử NYX bởi vì nó cực kỳ giống nhau ấy, kiểu em này thì dùng chiếc không một tí tí tí, chứ còn nếu mà không có tiền thì dùng NYX cũng là hoàn là một sự chọn rất là hoàn hảo. Và đối với tớ thì chỉ kẻ lông mày năm qua là một bước tiến rất lớn trong việc make up của tớ, tại vì là từ trước giờ tớ không bao giờ quan tâm cho kẻ lông mày, nhưng mà sau khi kẻ xong mình cảm thấy là tại sao mình không thể kẻ lông mày suốt những năm vừa qua ấy, kiểu cảm thấy thật dã man. Tiếp đến là đến kem nền cũng như là kem lót, thì trong năm vừa qua tớ đã rất yêu thích bộ đôi sản phẩm này. Kem lót thì tớ dùng Benefit The Pore Professional. Em này thì giá cực kỳ đắt đỏ, tớ đã biết, tại vì của hãng Benefit thì lúc nào cũng đắt thôi. Tớ mua này nước ngoài cho nên là sẽ cảm thấy đỡ tiếc tiền hơn một chút. Tuy nhiên thì cái móc này thực sự rất tuyệt vời, làm cho lớp makeup của mình giữ lâu hơn. Nhưng kem nền khác của tớ rất nhiều, và cái lỗ chân lông của mình khi mà mình bôi lên mặt ấy thực sự nó bị được mờ đi, nó giảm đi cực kỳ là nhiều luôn ấy. Thế còn foundation thì đấy chính là em Makeup Forever Ultra HD này. Nó có hai dòng, một dòng là HD thường, một dòng Ultra HD, tức là nó kiểu thực sự là bam luôn ấy. Em này đánh thì không có SPF, và đặc biệt là khi bôi lên thì nó hợp với những bạn mà kiểu hay quay video như tớ này, hoặc là chụp ảnh ấy, không muốn bị nó bị bóng mắt ấy, thì em này rất là phù hợp. Và nó làm như là khi mà nó apply mặt mình ấy thì nó như là da của mình luôn ấy. Cho nên gọi là nó không thực sự che phủ được những cái nốt mụn. Tuy nhiên thì nó được cái hiệu ứng rất là tự nhiên, và tớ cảm thấy là bôi em này không hề bị cakey, không hề bị khô da. Trong mùa đông này tớ có dùng và foundation khác thì nó vẫn bám vào các vẩy khô, tự nhiên nó rất là kinh. Nhưng mà em này thì đánh lên một phát là nó ăn vào mặt luôn. Wow, cái da mình lại rất là thích. Và giá em này cũng khá là đắt đỏ, cho nên là mà giờ đấy rất đáng tiền để đầu tư vào foundation như thế này. Thế còn về những sản phẩm mà tớ dùng để đánh foundation lên mặt, thì năm vừa qua tớ đã khám phá ra đầu tiên là Real Technique, cọc Real Technique. Đây là em thứ hai rồi, tớ đã dùng đến em thứ hai rồi, tại vì là nó rất rất thích các cậu. Các cậu chỉ cần làm ẩm nó và cho foundation đánh lên mặt. Em này rất hợp dùng mùa đông vì cảm giác da mình nó ẩm hơn đi, nó giữ độ ẩm cho da mình rất là tốt và đánh lên rất là dễ. Thế còn cọ thì tớ có dùng em Buffing Brush này của Real Technique. Nhìn rất là đẹp, nhìn rất là đáng yêu đúng không? Tuy nhiên thì tớ không thực sự thích dùng cọ để foundation lắm, vì cảm giác nó không được thích như tớ thích dùng mút nhất ấy. Xong rồi đến cọ. Và em cọ này thì tớ chuyên dùng để không em này nữa, tên là cái gì nhỉ? À, contour brush. Em này thì tớ dùng để đánh phần highlight và cho phần má và phần chống mũi, đánh rất là thích. Nói chung là cũng rất thích em chổi này. À, và nhắc đến chổi thì không thể không nhắc đến em chổi của Elf Studio, đây là dòng studio tên là Complexion Brush. Em này là gọi là sau khi trước khi dùng em này, tớ dùng Real Technique thì tớ cảm thấy là đã rất là thích rồi, nhưng mà dùng xem này thì đúng kiểu như là nó là lông mượt lên mặt, kiểu massage mặt luôn ý, rất là thích. Tớ dùng em này cho rất nhiều việc, tớ dùng là phần phủ này, đánh phần má hồng, và em này cũng có thể dùng để đánh highlight lên cũng khá là ok, và có thể dùng để set cái phần concealer ở dưới mắt này này. Nói chung là mềm mịn, chổi của em và rất là thích. Tớ đang kiểu muốn tìm em đánh nền ý, nhưng mà vẫn chưa thời gian để tìm được. Nên là bạn và chủ của F thì LF thì rất là rẻ luôn đó cậu ạ. Em này thì mua hình như là 100.000, siêu rẻ ấy, như kiểu cho ấy. Mà cái chất lượng của nó tôi thấy là còn hơn cả Real Technique. Và em này có thể mua lẻ được, chứ mình không cần phải mua cả bộ như Real Technique. Cho nên bạn nào mà muốn có một cây chủ mà rẻ và chất lượng rất nên đầu tư vào F. Và nói đến make up thì bên cạnh việc đánh phần nail ra thì đương nhiên phải có phần má. Và trong năm qua tớ đã rất thích em Tarte này. Đây là em màu Natural Beauty. Nó cực kỳ là pigmented, nó rất là dày, kiểu không phải dày mà tức là các cậu quẹt một phát lên là nó ra màu luôn ấy. Và cái thiết kế rất là xinh xắn. Đây là màu Natural Beauty. Tớ đánh em này và nó có cái độ bám mà kiểu không thể nào mà tả được ấy. Tức là nó kinh khủng, nó bám lên mặt mình. Tớ nghĩ là kiểu lâu lắm 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 ấy, không làm cách nào để có thể nó bay đi được ấy.
Và cho nên là khi mà các bạn đánh nên cẩn thận, phải đánh một lượng nhỏ thôi, rồi blend nó ra, kiểu đánh nó ra, chứ đừng đánh nhiều quá, tại vì nó rất là kiểu quẹt một phát nó rất khi mình chế đánh lên, nếu mà dày quá nó rất khó để có thể đánh tán ra được. Và vừa qua thì đã mua em map này, đây là màu A Little Rusty, đây là trong limited collection của Mac. Khi mà tôi nhìn thấy cái màu này tôi đã kiểu cú hết đi, kiểu không thể chịu được, tại vì nó quá là đẹp. À, tớ vừa mua em này hôm qua thôi. Tớ này trên má đây, em này siêu ăn và màu luôn. Các cậu chỉ cần lấy một chấm nhỏ thôi và chấm nó lên mặt thì ngay lập tức là nó lên màu luôn ý. Và nó đánh khá là khó tại vì nó quá là dày, cho nên là nên đánh em này một cách cẩn thận, vì nó rất là dễ ăn ra đấy. Màu này kiểu điên loạn. Và tớ cảm thấy là phần má là một cái gọi là phần make up rất quan trọng, vì nó làm bừng sáng khuôn mặt và làm mình có sức sống rất là nhiều. Và năm qua tớ cũng đã bắt đầu bước chân vào thế giới highlight, phần highlight. Tớ còn đang đánh, không biết cậu có nhìn thấy không, vì trên camera thì chẳng có gì rõ cả ấy. Thì tớ có đánh phần này và phần sống mũi một chút. Thì hôm qua tớ vừa mua em MAC highlight này thôi, thì cũng không thể nói là trong năm vừa qua tớ thích em này được, bởi vì tớ vừa mới mua năm hôm qua. Tuy nhiên thì cứ cho vào đây, tại vì là đây là em phần highlight đỉnh của đỉnh. Tức là trong năm 2015 vừa qua tớ chỉ mới dùng cream highlight, tức là cái dạng highlight dạng lỏng, thì đánh lên nó không được đẹp cho lắm và nó giữ màu không tốt một chút nào hết. Tuy nhiên dùng em này, đây là màu soft and gentle. Tớ cho các cậu xem màu, tí nữa sẽ có clip riêng với em này luôn. Ôi giời ơi, quẹt một phát này nó lên màu đẹp luôn. Và cái chị bán hàng, chị quẹt ra một phát và tớ thấy là tớ kiểu muốn khóc luôn ý, vì nó đẹp quá mức thể đáng ý, kiểu màu đẹp quá cậu. Và đánh lên mặt nó là cho mình một cái bắt sáng nhìn rất là đẹp, rất tự ngon. Và nó là một cái loại highlight khá là đậm ý, nên là bạn nên đánh vào. Thường thì tớ đánh cả ban ngày cũng chả sao cả, kiểu nó không thực sự ấy lắm đâu. Tuy nhiên thì tớ rất thích dùng highlight gần đây. Thật sự ơi cậu, vì thêm mà tớ nói quá ít và chỉ dùng những từ liên tục, của kiểu thích quá rồi điên cuồng liên tục, tại vì là đây là sản phẩm mà tớ được mỗi lần tớ nhìn và tớ cảm thấy là yêu thương tràn ngập, ít không biết nói cái gì cả. Vậy là đấy là tất cả các sản phẩm make up mà tớ thích trong năm vừa qua rồi, cũng không nhiều lắm đúng không? Nhiều nhất thì đương nhiên là son rồi. Và tớ muốn nói đến nước hoa, bởi vì nước hoa là một phần không thể thiếu ở trong gọi là cuộc sống của tớ ấy. Thì năm vừa qua tớ đã rất yêu thích em nước hoa Zara này. Zara Woman tớ đã nói trong một clip mà Korean Makeup House cái clip đầu tiên của tớ rồi. Đây là một mùi mà nó rất là đặc biệt, các cậu thơm lắm, không biết tả nào. Và em nước hoa gì này của Giorgio Armani, tớ mua size medium, size ở giữa thôi, thì có một cái size to hơn thì tớ đã mua cái size to hơn đấy, bởi vì tớ dùng sắp hết rồi cậu thấy. Mà tớ có khá là nhiều nước hoa mà tớ dùng em này gần hết, thì các cậu phải đừng hiểu là tớ yêu em này như thế nào. Mùi nó, mỗi lần tớ ngửi em này thì con thấy là tất cả những cảm xúc tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình nó bay về ấy, kiểu không hiểu tại sao. Và xịt này lên cảm thấy rất là tự tin nhá, kiểu bung lụa luôn. Nên rất là thích hai em này trong năm vừa qua. Và năm vừa qua thì quyển sách mà tớ yêu thích nhất đấy chính là Gone Girl của tác giả Gillian Flynn. Cô gái mất tích đấy, cái phim sách này đã được thành phim rồi. Và tớ thấy là cái bộ phim nó không bằng một nửa quyển sách này, tức là nó không thì sánh được cái độ hay của câu chuyện này. Tớ đọc cái quyển này năm nay tớ còn đọc lại hai lần cơ, tức là tớ đọc lại mà tớ vẫn cảm thấy là bị lôi cuốn từ đầu đến cuối luôn ấy. Cách viết của chị này rất là hay, và nhưng mà tớ chỉ thấy là chị viết quyển này là hay nhất thôi, các quyển khác thì nó có vẻ hơi u tối quá nên nó hơi khó đọc, nhưng mà quyển này khá là dễ đọc và nó rất là hay. Tức là các cái tình tiết trong chuyện nó cứ liên tục và nó tạo cho mình rất nhiều bất ngờ trong chuyện, cho nên là tớ rất yêu thích quyển chuyện này. Đây có thể nó là quyển sách hay nhất mà tớ từng đọc trong suốt 18 năm mà tớ kiểu đọc sách. Thế chắc khoảng 18 năm tại lúc mới sinh ra đọc sách rồi nào. Yeah well. Đương nhiên là tớ phải nói đến bài hát rồi. Bởi vì tớ nghe nhạc kiểu không có nhạc tớ không thể sống nữa ấy. Thì năm vừa qua để xem, gần đây nhất thì tớ đang thích cái bài này. Ôi mẹ ơi, hay dã man. Thank you.
Nói chung là tớ rất thích những cái bài mà nó kiểu đến đoạn giữa bắt đầu cái beat nó drop mày. Và năm qua thì tớ có xem cái phim mà Em Là Bà Nội Của Anh ấy, và tớ rất thích giọng của Miu Lê khi mà hát mấy bài của chị Công Sơn, và tớ đang bị nghiện cái bài này. Nói chung là lâu lâu không nghe nhạc Việt nghe lại kiểu cảm thấy là yes, kiểu cũng hay phết. Và một chủ đề không liên quan cho lắm đấy là về túi. Tớ thích nhất năm nay, năm qua tớ đã kiểu bắt đầu thích ba lô hơn nhờ em này. Đây là một em ba lô rất là xinh xắn, bé bé này, cô rất lánh đánh, thích dã man ý. Và tớ có treo thêm cái cục bông này cho nó kiểu chất. Và cái em này nữa, nhìn có vẻ là một em gấu bông, thì chắc đấy là một em ba lô đấy. He he, đáng yêu không? Kiểu già rồi mà vẫn còn thích mấy cái đồ trẻ con này, nhưng mà tớ rất thích. Vậy là clip đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và như cậu ấy, tớ cũng khá là nhiều thứ thích cho năm 2015 vừa qua. Và có lẽ tớ thấy là cái làm cho năm 2015 vừa qua là kiểu đặc biệt nhất trong cuộc đời của tớ, đấy là tớ đã làm ra cái kênh channel này. Và kiểu được giao tiếp với rất nhiều các bạn và được trả lời rất nhiều câu hỏi thắc mắc của tất cả mọi người, và nhận được rất là nhiều sự ủng hộ, cũng như tất nhiên là có những sự không ủng hộ cho lắm, tuy nhiên thì tớ chỉ để những sự ủng hộ và yêu thích tớ thôi. Và tớ rất rất cảm kích 1500 bao nhiêu cho năm ba gần đây được check là như thế, subscribers của tớ. Và sắp tới nếu mà được 2 subscribers như tớ đã hứa, sẽ có thêm một giveaway cho các cậu, thì tớ rất thích tặng quà cho các bạn. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mừng năm mới một lần nữa. Và nhớ like, comment, subscribe cho tớ nhá. Bye bye. À, và comment ở dưới là cả những cái mà những sản phẩm mà các cậu yêu nhất trong năm 2015 vừa qua nhá. Mình rất xinh đẹp đấy.